Tin tức an ninh trật tự, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh tăng ga đâm vào cán bộ cảnh sát giao thông về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 7 tháng 1, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Khi thấy tổ công tác, tài xế điều khiển xe ô tô đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, đại úy Nguyễn Văn Thưởng đã ra hiệu lệnh cho xe dừng lại, nhưng tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga cán qua người, khiến đại úy Thưởng bị chấn thương sọ não. Vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng được gia đình động viên đã ra đầu thú. Cơ quan công an cũng đã kiểm tra xét nghiệm máu, cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là 0,083mg trên 1 lít khí thở. Công an Nghệ An cũng vừa phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng, tạm giữ hình sự 12 đối tượng. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Thị Sơn, chú thành phố Vinh cầm đầu. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, lập tài khoản mạng xã hội như Telegram, Zalo hay Facebook để nhận và chuyển tin nhắn lô đề. Sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ ngày 4 tháng 1 năm 2024, Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề, sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 12 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu, Công an Nghệ An đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 4 tháng 1 năm 2024 là hơn 500 triệu đồng. Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thao, chú thành phố Tam Kỳ và 4 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trần Văn Thao cầm đầu hoạt động trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận với lãi suất cho vay 365% một năm. Đường dây của Thao có sự phân công công việc cho từng đối tượng như phát tờ rơi, thu lãi, đòi nợ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 cho đến nay, các đối tượng cho vay lãi nặng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Đoàn, chú thành phố Kon Tum, là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum. Vào khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 1, hai nạn nhân là thợ nội thất tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum để một chiếc xe máy trước cổng xưởng thì bị một nam thanh niên lấy trộm xe. Hai người lấy xe mô tô đuổi theo đối tượng trộm cắp và chi hô thì được hai đồng chí công an phường Nguyễn Trãi phối hợp bắt được đối tượng trộm cắp. Trong quá trình truy bắt, đối tượng Đoàn rất manh động và liều lĩnh. Đối tượng đã tông thẳng xe mô tô vào xe nạn nhân, khiến cho một người bị gãy tay, hai xe mô tô bị hư hỏng nặng. Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hangua 2, địa chỉ tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, để điều tra về tội trốn thuế. Với vai trò là người đại diện theo pháp luật và giữ chức giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hangua 2 trong giai đoạn 2019-2020, Vũ Hồng Giang đã sử dụng 80 tờ hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo với tổng số tiền là hơn 111 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng của một doanh nghiệp tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để hạch toán hàng hóa đầu vào. Tiếp đó, đối tượng tiếp tục kê khai đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho hoàn thuế giá trị gia tăng trên số hóa đơn nói trên, gây thiệt hại cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương số tiền hơn 10 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa kiểm tra phát hiện 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke của một hộ gia đình. Kiểm tra nhà ông Nguyễn Ngọc Khánh ở đường Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, phát hiện tại đây có 13 thanh niên gồm 8 nam, 5 nữ trong phòng đang mở nhạc với âm thanh lớn. Nghi vấn những người trên sử dụng trái phép chất ma túy nên tổ kiểm tra tiến hành test nhanh. Kết quả có 11 người dương tính với chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra phát hiện trên máy phát điện trước cửa ra vào của phòng hát karaoke có 4 túi ni lông chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy loại ketamin có tổng khối lượng 11 gram. Một túi ni lông bên trong có 37 viên nén có tổng khối lượng 16 gram.
tổ kiểm tra tiến hành bàn giao toàn bộ vụ việc cho công an thành phố Tam Kỳ tiếp tục xác minh làm rõ. Nhìn lại 72 giờ truy bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm, hung thủ giết cô gái ở Hóc Môn, cướp xe SH trốn về rừng keo ở Long An. 1.000 chiến sĩ công an được huy động tham gia truy bắt. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ được triển khai với quyết tâm truy bắt nghi phạm bằng mọi giá. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ án này do nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm thực hiện một mình, chưa phát hiện có đồng phạm. Đến nay, động cơ gây án của nghi phạm là cướp tài sản, giết người. Tuy nhiên, theo nhận định của công an, nạn nhân bị sát hại dã man với nhiều vết nhau chí mạng. Đối tượng là gây án một cách rất dã man. Báo các đồng chí là đi ở đây qua sơ bộ là đối tượng chém nạn nhân thứ 40 mấy nhát. Đối tượng là chuẩn bị rất công phu kỹ lưỡng về cái việc là gây án và cũng giống như là trốn chạy đối với lực lượng công an. Báo các đồng chí là khi là trong quá trình đi tẩu thoát, đối tượng đã trước khi mà gây án, đối tượng đã chuẩn bị cất giấu những cái bộ quần áo các thứ là ở xa khác gây án ở Hóc Môn, nhưng mà đồ vật tài sản của cái quần áo của đối tượng giống ở Phạm Văn Hai để tránh. Cho nên khi mà đối tượng đi đến Phạm Văn Hai để tránh, là trên đường đi đến đó là đối tượng thay cái đồ gây án xong bắt đầu chạy tiếp tục tẩu thoát. Giữa khu rừng rộng hơn 50 hecta, các cán bộ chiến sĩ công an vẫn tỉ mỉ cho tìm từng khu vực, không bỏ sót bất cứ vị trí nào. Khu vực nghi phạm lẫn trốn cây cối um tùm, nhiều kinh rạch, địa hình địa vật không thuận lợi cho việc truy tìm đối tượng. Và để vạch lá tìm sâu thì việc xác định khoanh vùng chính xác khu vực mà đối tượng đang lẫn trốn là thách thức đặt ra đối với ban chuyên án. Đồng chí trưởng phòng yêu cầu là tất cả là các đồng chí nào có kinh nghiệm nhất là phải đi ở ngay rà soát từng đánh dấu từng cái hiện trường ở trên cái khu vực đó, xác định xem đối tượng còn ở trong nó hay là không ở đó. Thì rõ ràng ở đây là qua phân tích và đánh giá thì chúng tôi xác định là đối tượng đang còn ở trong, vẫn đang ở trong nó chứ không phải là đi ra ngoài. Do vậy chúng tôi tiếp tục là để bao vây và để phải làm. Đến sáng ngày 9/1, trên trời có flycam, bên dưới có cả ngàn chiến sĩ công an, chưa kể còn có người dân hỗ trợ, xe cơ giới, xe múc tiến vào rừng. Lúc này Tâm đang ẩn nấp dưới rừng, dùng lá khô ngụy trang che đầu, hở mặt để thở. Nghi phạm sợ máy múc trúng người nên đứng dậy bỏ chạy thì bị bắt giữ. Và người dân là mấy ngày nay, là 3 ngày nay là không dám đi vào rừng để làm rừng nữa. Và phải ở nhà hết vì đóng cửa, sợ đối tượng sẽ gây án vào những người dân. Nên khi chúng tôi mà bắt được đối tượng dẫn giải ra khỏi bìa rừng, là người dân, hàng trăm người dân đứng vỗ tay, hò reo. Và như thế là những hình ảnh đấy đã làm ấm lòng chúng tôi và là chúng tôi cảm thấy rất là vui vì đã ngăn chặn được cái ác, giữ bình yên cho nhân dân. Việc truy bắt được đối tượng ngoài sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ, còn có sự đóng góp hỗ trợ không nhỏ của người dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phòng Cảnh sát Hình sự thay mặt lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn chính quyền, người dân xã Lương Hòa, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của người dân để phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự. Hơn 1 tấn thực phẩm động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện tại một khu chợ tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 10 tháng 1, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra kho hàng chứa hàng hóa tại chợ HDB, thị trấn Lim do Nguyễn Văn Hoàng làm chủ và phát hiện 22 thùng xốp chứa sản phẩm động vật đông lạnh đang bốc mùi với tổng khối lượng hơn 1 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Hoàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên và khai nhận thu mua hàng hóa qua mạng của người không quen biết tại các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương về tập kết tại kho để bán kiếm lời. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Lê Văn Thừa, Mai Văn Chiến, Trần Văn Ư và Mai Văn Tân cùng chú huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Đối tượng Mai Văn Chiến bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 4.500 bao thuốc lá. Đồng thời Trần Văn Ư cũng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2.000 bao thuốc lá. Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho đối tượng Lê Văn Thừa.
Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thừa. Tại cơ quan công an, Thừa khai nhận hành vi phạm tội. Số thuốc lá đối tượng mua bên Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bán lại cho người khác kiếm lời. Cùng thời điểm trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường phối hợp công an huyện Châu Thành tiếp tục bắt quả tang đối tượng Mai Văn Tân đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 4.500 bao thuốc lá điếu các loại nhập lậu được ngụy trang trong các thùng giấy carton.